Cung Sốc cầu thủ phòng chống dịch bệnh thời gian từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3, mua 1 áo tặng 1 khẩu trang KT5, mua combo 2 áo tặng khẩu trang KT5 cộng nước rửa tay đặt mua ngay. Wow, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vậy là chúng ta lại được gặp nhau rồi, và trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm về vị tướng Tulen và thông báo cho tất cả các bạn sự điều chỉnh của anh chàng này trong phiên bản sắp tới. Theo như dự kiến sẽ được update vào ngày 31 tháng 3 này. Đó các bạn ơi, sắp update rồi. Nhưng mà trước tiên là mình cần phải đối đầu với cô nàng Liliana, có sải tay khá là dài. Nó cấu rỉa mình thì sấp mặt các bạn ạ. Thế nên là cố gắng làm sao mình sẽ áp sát Liliana nhá. Áp sát và trao đổi chiêu thức. Cả hai đều mất máu xương xương. Đó, mình nửa cây thì bạn ấy cũng nửa cây. Đấy là màn dạo đầu thôi, chào hỏi nhau thôi. Như mình hiện tại mình leo danh ở mức danh cao, đánh tầm 20 trận thì chắc may ra mới gặp một trận có Tulen. Tulen ngày xưa trở thành chùm hot pick, nhưng bây giờ là ít được chơi quá, ít người chơi quá các bạn ạ. Đó, thế nên là cần phải được tăng sức mạnh nha. Từ từ mình sẽ áp sát luôn Liliana để có thể tích luôn cái nội tại, đó là lôi điện. Chạy được đi đâu? Lên bảng đi bạn ơi, chén cơm đầu. Đấy không? Chúng ta chỉ cần áp sát được Liliana thôi. Thật sự là vị tướng Tulen cần phải được tăng sức mạnh ngay. Nhưng mà mình check qua ở cái trang chủ của phiên bản Đài Loan, mình có để lại đường link bên dưới, các bạn có thể tham khảo. Thì Tulen của chúng ta đã được tăng sức mạnh trong cái phiên bản chuẩn bị update sắp tới nha mọi người nha. Nhưng mà quả thật là hơi bị buồn khi mà chưa biết được chính xác là nó tăng sức mạnh được bao nhiêu. Khi mà mình xem qua ở cái phiên bản Đài Loan, người ta có dịch qua thì kêu là được tăng sức mạnh ẩn đến từ chiêu cuối. Được tăng sức mạnh ẩn chứ nó không có công khai về chỉ số cái tăng sức mạnh như thế nào các bạn ạ. Nói chung là trong phiên bản sắp tới cập nhật ngày 31 tháng 3 này thì Tulen sẽ được tăng sức mạnh đến từ chiều thứ 3 nha mọi người nha. Nào, lần này thì mình sẽ cố gắng thịt luôn Liliana, mạng thứ hai đi rồi. Bạn này làm sao ấy nhở? Từ từ nha, mình đang có nội tại thịt luôn thanh niên quyền vương như ngán cái gì. Ê, nó chạy mất rồi. Thôi, đừng có đạp em. Ây da, thôi, từ từ, chưa đánh được. Chính thức Tulen sẽ được tăng sức mạnh trong phiên bản sắp tới, nhưng mà là tăng sức mạnh đến từ chiêu 3, tăng búp kiểu như người ta búp ẩn thôi các bạn ạ, chứ không công khai về cái chỉ số búp như sao ra sao. Quyền vương sao thế này, mình làm mạng của quyền vương nào. Trời ơi, sứ mệnh cứ thế thì cũng chết thôi. Tôi chết tôi rồi. Ấy, bình tĩnh, em còn vợ trẻ con thơ. Ôi, không tin nổi, mình chết luôn các bạn ạ. Người ta gọi là chơi sâu quá rồi phải trả giá. Thật sự là Tulen với điểm mạnh của nó là chiêu cuối. Thế nên là tăng sức mạnh ẩn đến từ chiêu cuối mình cảm thấy khá là phù hợp, khiến cho Tulen có thể dứt điểm đối phương được tốt hơn. Tại vì với cái chiêu cuối này, nếu các bạn kích hoạt chuẩn xác kết liễu đối phương, các bạn sẽ được hồi luôn. Nói chung là các bạn sẽ được kích hoạt luôn nội tại. Đấy là một cái điểm lợi. Chứ bây giờ không tăng sức mạnh, mình nói thật là Tulen ít xuất hiện lắm. Leo danh bây giờ ít xuất hiện dã man. Nào tiếp tục nha, áp sát luôn Liliana, sợ cái gì bạn ơi. Thế mà nó chạy mất rồi, phí quá trời. Liliana trận này đánh hổ báo quá ta. Ăn hành hai mạng rồi mà. Chưa kinh. Thử xem Liliana còn đây không, áp sát luôn. Trời ơi, bây giờ nó có liềm, mình cũng có liềm, cái gì đâu mà căng. Úi giời, tôi chết rồi. Sao tim bạn đánh nhanh thế, từ em còn liềm. À hi hi, em còn liềm nha. Mình chưa mất được liềm nhưng vừa xong để sổng mất Lini. Thật sự rất là đáng tiếc. Rồi ôi, đồng đội đến úp sọt đến nay thì toang. Không biết là Pen có cho mình bùa xanh không ta. Chắc là không cho đâu. À từ từ để mình ra. Má lâu đang cướp bùa xanh rồi. Từ từ bạn ơi, để mình. Nhưng mà thôi lại kéo. Ấy, mít à. Ui giời ơi, Pen đẹp trai nhất cái Vinh Bắc Bộ này bạn ơi. Bạn đẹp trai nhất quả đất này luôn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ui,
Khi mà chúng ta đánh đường giữa mà được dừng nhường cho bùa xanh thật sự rất là hạnh phúc. Thế là mình có thể spam kỹ năng được liên tục rồi. Khi mà có bùa xanh thì không sợ tốn mana. Cẩn thận nha, đang có cả Lyriana đây anh em ơi. Phải dụ team bạn được cơ, trong trận này thì team bạn có Alice rất là khó chịu. Đấy, mình có lôi điểu đây rồi. Lyriana, ôi trời, không chết được đồng đội đâu. À, Quyền Vương à? Hi, Quyền Vương nè. Thế là được một mạng nha. Từ từ ra xử lý nốt luôn. Ôi, có cả Chanel. Đập trước Violet anh em ơi. Thịt trước Violet đã. Để cho Pain xử lý với Violet. Rồi, Violet bốc hơi thôi. Để cho mình Chanel thì mình cũng cần luôn chứ ngán cái gì. Chanel nào, mình vẫn còn liềm và mình chưa chết. 5 mạng rồi. Nói qua về trang bị cho vị tướng tu len cho trận đấu này nhá. Đầu tiên thì mình lên Ngọc Đại Pháp Sư. Tiếp theo là giày kiên cường. Team bạn có Alice mà các bạn không lên giày kiên cường là sai lầm đấy nhá. Đó, tiếp theo là Vương Miện Amex. Quyền Trượng. Và sau đó là Xuyên Tâm Lệnh. Trang bị cuối cùng đó là quả cầu băng xương. Thế là full đồ rồi. Lydia núp bụi kiểu gì đấy? Bạn núp bụi kiểu này, em có lôi điểu. Lôi điểu bạn. Thòm, siêu việt ngay. Công nhận là Lily trận này đánh ngáo thật ạ. Đến cả núp bụi cũng thấy ngáo thì mình chịu rồi. Ấy có xe nem này, hách não cái. Nhưng bây giờ mình chưa dồn được nó trâu lắm. Phù hiệu mình sử dụng cho vị tướng tu len trong trận đấu này đó là phù hiệu Thánh Thuẫn nha mọi người nha. Đấy đây, Lưu Bố ơi, núp đúng rồi, núp bụi. Đây rồi, núp bụi đây và chờ đợi. Con nai vàng ngơ ngác. Xem nào. Xem nào, có ai không? Ơ, có Quyền Vương này. Ơ, sao nó tỉnh thế? Trời ơi, làm cái gì mà tỉnh vậy? Không sao, đập bít đó. Lyriana. Ôi, mình có lôi điểu đây rồi. Lại lôi điểu, lại có thêm một bạn. Nhưng mà công nhận vừa xong là Quyền Vương tỉnh đã man. Đấy, những người chơi hay là người ta hay di chuyển kiểu vậy lắm. Vừa nhắc tên xong làm gì căng. Từ từ nhá, Sen em nó máu lắm. Sen biết ngay mà. Nó cứ nhìn mình nó dập thôi. Tại là mình đang là xanh nhất rồi, 7 mạng rồi. Một combo bây giờ có thể hạ sát được Violet. Nhưng mà chỉ cần Violet lên cao thôi nha. Đấy, để mình hỗ trợ cho anh em ơi. Để mình tới hỗ trợ, sắp có lôi điểu rồi. Úi giời, câu kéo thêm tí nữa đây này. Mình có lôi điểu thì chạy đi đâu. Chết. Đâu, hiện tại mình xanh lắm rồi. Thêm cả Lyriana. Đắp một kêu 60 vàng, trời đất ơi. Có 60 vàng không cả bằng một con lính thì chịu rồi. FF cho đi bạn ơi. Ôi Alice sao nhây đi nhở. Alice làm gì đây? Thôi từ từ. Mình sẽ không ham hố nữa. Lưu Bố ơi, ra ép cái trụ đường giữa này bạn ơi. Ép nhanh, đang có xem nghèo. Úi trời ơi, trâu đúng không? Bạn trâu hộ tôi cái. Lôi điểu một cái xương xương. Ui, nó trâu thật thì không chết được kìa. Nó trâu thật ạ. Ui, từ từ Lily cái gì đấy. Giết làm sao được cái em. Đã thua thoạt cấp độ rồi còn đánh thích đánh nhau. Theo như thông tin đấy thì mình cũng đã nói rồi. Và mọi người cũng có thể xem qua cái phần đấu danh thì nó có để lại là tầm 6 ngày nữa reset danh rồi. Nhưng mà các bạn có tin là ngày 31 tháng 3 reset danh thật hay không? Các bạn hãy nên nhớ là mỗi lần reset danh và cập nhật phiên bản mới thì Liên Quân phải rời đi rời lại bao nhiêu lần thì mới có thể là update được. Đấy, và các bạn thử dự đoán xem lần này có rời hay không. Nhiều người nói là chả tin đâu. Kiểu gì thì kiểu thông báo là ngày 31 tháng 3. Nhưng mà kiểu gì cũng rời sang mấy ngày sau đó. Trời ơi, mình tới cũng chắc là không kịp rồi. Anh em làm gì gắt thế? Để cho mình kiếm hàng hỗ trợ lôi điều đây. Trời ơi, còn một mình bé Alice này đánh đấm gì? Mình còn không tin nổi là team bạn quăng như thế này đâu các bạn ạ. Không muốn thủ nhà luôn đấy. Thôi chắc có lẽ là kết thúc trận đấu rồi, còn một mình bé Alice thôi. Ok, và video clip thông báo qua về sức mạnh của anh chàng Tulen cũng như là thời gian cập nhật phiên bản mới của mình đến đây là kết thúc mất rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã cố gắng theo dõi nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Đầu tiên là các bạn sẽ được mọi người biết đến rộng rãi hơn. Cách thứ hai là các bạn sẽ có được nguồn thu nhập ổn định. Cách thứ ba là các bạn sẽ kết bạn được với nhiều người bạn mới và có thể tiếp xúc được với nhiều người nổi tiếng hơn.